Dù đang tất bật theo dõi các trận đấu ở V-League để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chu vẫn dành thời gian nhất định để xem văn toàn thể hiện tại giải hạng nhì Hàn Quốc. Trên trang cá nhân, một trợ lý của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ hình ảnh ông Chu theo dõi trận Seoul lần đấu Ansan Winner ở vòng 15 K-League 2, giải hạng nhì Hàn Quốc. Đó là trận đấu mà tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được huấn luyện viên Park Jong Hyun xếp đá chính. Dù không ghi được bàn nhưng sự xông xáo của Văn Toàn đóng góp vào lối chơi và giúp Seoul Island giành chiến thắng 2-1 trước Ansan Winner. Việc huấn luyện viên Philippe Chu xem trực tiếp trận đấu của Văn Toàn cho thấy chiến lược gia người Pháp có thể triệu tập tiền đạo người Hải Dương lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung ít ngày tới. So với những cầu thủ xuất ngoại khác như Công Phượng hay Quang Hải, Văn Toàn được thi đấu thường xuyên tại Hàn Quốc. Đến thời điểm này, tiền đạo sinh năm 1996 đã thi đấu 8 trận, 3 lần đá chính, với tổng cộng 342 phút có mặt trên sân. Dù chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào tại K-League 2, nhưng lối chơi của Văn Toàn là lôi kéo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Toàn thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Theo một số nguồn tin, huấn luyện viên Philippe Chu đã điền tên cả 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, VFF chưa chính thức lên tiếng về bản danh sách này. Dự kiến, sau khi vòng 11 V-League kết thúc, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 7 tháng 6 và có khoảng một tuần để chuẩn bị cho trận giao hữu với Hong Kong, Trung Quốc. Màn đối đầu giữa hai đội diễn ra trên sân vận động Lạch Tray vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 6. Đây cũng là trận đấu ra mắt của nhà cầm quân người Pháp trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với Syria trên sân Thiên Trường vào ngày 20 tháng 6.